Vâng, tin chào bác nhá, chào mừng các bác quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh cho bác một số sản phẩm bên em vừa về xong nhá. Đấy, rất nhiều sản phẩm mới. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm rồi video mới nhất các nhá. Đấy, em sẽ đi những cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay. Các bác lưu ý là bên em giao hàng toàn quốc luôn nhá. Nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thanh toán nên là các bác cứ yên tâm mua hàng nhá. Đấy, rất nhiều sản phẩm mới hay ho trong video hôm nay nhá. Các bác cùng đón xem ạ. Cái sản phẩm đầu tiên trong video này thì hôm nay bên em tiếp tục về cái dòng cạo râu mới, đó là cái dòng cạo râu 4D nhá. Đó thì các bác cứ lên mã cho nó con cạo râu 4D. Em báo giá luôn. Đấy, báo giá trước cho các bác đỡ bỡ ngỡ nhá. Đấy, 4D, cạo râu 4D giá là 200k bao ship nhá. Đó, 200k một con này bao ship. Đây em sẽ đi vào quay chi tiết này. Hàng thì của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Hàng của thương hiệu Sever này thì một trong những thương hiệu chuyên về đồ máy cạo râu. Đấy thì cực kỳ là chuẩn rồi. Hàng này nói chung là chấm hết không gì chê cả nhá. Đấy, chấm hết luôn. Đây. Hàng sẽ là hàng nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp, phù hộp luôn nhá. Xanh hướng dẫn sử dụng này, một cọng dây sạc này, đó và cái thân máy chính nhá. Đây cái thân máy chính nhá. Một con máy nhá. Đấy, server 4D server này. Đấy, đây, phần nút bật tắt này. Con này thì nó là dạng lưỡi ba chiều nhá, nên là cạo rất ngọt luôn. Đấy, cạo rất ngọt ngào. Đấy, các bác cạo râu ở rìa có thứ rất ngon ngon này. Ngoài ra thì đi kèm thì sẽ có cho mình là một cái đầu tăng đơ này. Đấy, một cái đầu tăng đơ và một cái đầu tỉa lông mũi nhá. Đấy, một cái đầu tỉa lông mũi. Các bác thay tháo đầu thì rất là dễ thôi, các bác chỉ cần rút ra cho em. Đấy, rút ra và các bác muốn thay, các bác thay cái đầu các bác vào, thay cái đầu khác vào đây, các bác thay vào. Đó đây. Ví dụ như cái đầu tăng đơ này, đây các bác thay vào các bác dùng. Đấy, các bác dùng để các bác cắt tóc, cắt tai. Đấy, tăng đơ này các bác dùng cắt tóc cắt tai rất tiện dụng này. Rồi là ngoài ra thì có cả tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi nhá. Tỉa mũi các bác cũng cứ cắm vào cho em thôi. Đấy, cắm vào và các bác cho vào mũi. Đấy, các bác cho vào mũi thôi. Đấy, các bác cho vào mũi thôi. Đấy, các cho mũi là các bác dùng rất là ngon này. Đây còn đây phần lưỡi chính để các bác cạo râu này. Đấy, phần lưỡi chính cạo râu đó đây, các bác cũng lắp đặt vào và các bác cho lên râu các bác cạo nhá. Đấy, cho râu các bác cạo. Con này thì nó dạng của nó là dạng ba chiều nên là khi bác cạo nó sẽ cái phần trên dưới các thứ vùng quanh cái thứ nó sẽ ăn hết rồi nhá, nó sẽ cạo được hết nên các bác yên tâm, cạo cực kỳ ngọt ngào và ngon này như nào luôn. Con này mã của nó là mã của nó là SK1588 nhá. Đấy, SK1588 cực kỳ xịn sò luôn. Và giá thì cực rẻ, vừa có thể là cạo râu này, rồi là dùng tăng đơ các bác cắt tóc này, dùng ngoài ra có cả tỉa lông mũi. Hàng thì hết pin các bác cắm sạc vào nhá. Đây đây là phần chân sạc, hết pin các bác cắm sạc vào. Đấy, máy cầm thì rất là chắc chắn ngon này luôn. Em sẽ mở cho bác xem thực tế về một cái sản phẩm video thực tế về cái sản phẩm mà người dùng có đang sử dụng nữa các bác nhá. Đây. Hôm nay mình gặp một chú ở đâu khá gặp nên mình xin test luôn đây, con máy. Đấy con máy nhá, con máy SK1588 này. Lúc mình hỏi thì chú bảo là chú chưa cạo máy bao giờ. Đấy, con này lúc đầu thì hơi khó cạo nhưng mà các bác về các bác cạo vài lần cho em thì cạo rất là ngon luôn. Đấy, các bác nhìn này, sạch bong luôn nhá. Đây có thấy không? Đâu chú cũng sạch bong luôn đấy, có thấy không? Chỉ có đi vài đường sạch bong luôn, con này cạo cực kỳ ngon luôn nhá. Năng anh em nhá. Cạo râu thì mũi với lại tông đơ. Con này cạo thì không sợ đau rát hết, không sợ rứt da. Kể cả mình có mụn cạo không bị gì hết. Cạo cực ngon lắm nhá. Đấy, cạo rất sạch luôn. Đấy, các bác chỉ cần cạo vài lần thôi thì các bác sẽ quen tay. Lúc đầu thì có thể là cạo thì hơi ngượng nhưng về sau là các bác cạo rất ngon này. Các bác nhìn này. Đấy, chú cạo này, sạch bong luôn này. Đấy, có thấy không? Đấy, sạch mà ngon và nó an toàn hơn là cái lưỡi của các bác cạo nhiều các bác nhá. Các bác cạo lưỡi thứ rất là nguy hiểm nhưng con này không lo đau rát xước sát các thứ rồi. Cạo rất ngon này cái nào luôn nhá. Đó có thấy không? Sạch bong luôn nhá. Đi chỉ có vài đường sạch bong luôn. Đó. Đấy có thấy không? Sạch sẽ ngon lành luôn nhá các bác nhá. Đấy, mặt sạch bong luôn này. Đấy, lại đẹp trai ngay. Đó, có thấy không? Cạo hơn thằng dao teo. Cạo hơn dao teo luôn nhá. Ok không? Mọi người mua hàng ở góc trái. Đấy các bác nhá. Đấy, cạo ngon hơn cả dao teo luôn nhá. Đấy, người dùng người ta đã thực tế người ta test cái sản phẩm cái con máy cạo râu SK1588 này. Đấy thì em sẽ đi báo giá. Các bác lên mã cho con sản phẩm là cái con máy cạo râu 4D đi cho nó dễ. Đấy, máy cạo râu 4D. Hiện tại con máy cạo râu 4D này hiện tại bên em đang phân phối giá thì cực tốt luôn, giá bao giá thị trường nhá. Giá chỉ có 200.000 một con sản phẩm này và sẽ bao ship tận nhà nhá. 200.000 trong một con sản phẩm máy cạo râu SK1588 mà bao ship tận nhà nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em tiếp tục về cái lô về được ít cái lô dây cái dây ống nước này. Đấy, cái dây dẫn ống nước nhá. Dây dây này thì nó là dây cái dạng dây co giãn. Đấy, một cái combo này thì đây nó sẽ gồm có là dây này, rồi là những cái cút nối đi kèm này. Đấy, những cái cút nối đi kèm đây, cút nối này. Đấy, rồi là có cả cái vòi xịt này luôn đấy nhá. Vòi xịt các bác có thể là đổi các chế độ nhá. Đấy, vòi xịt đổi các chế độ này. Đây là con vòi xịt chính này đó, rồi là dây này. Dây này thì của nó co giãn cực kỳ tốt nhá, co giãn 4 chiều luôn nhá. Đấy, co giãn 4 chiều. Đấy, co giãn 4 chiều cực kỳ là xịn luôn.
dây thì của nó sẽ co vào như này, nhưng mà khi mà các bác bơm nước vào thì dây nó sẽ giãn ra. Đấy, thực tế thì con này nếu mà đo thì các bác đo được khoảng tầm 10 mét thôi, nhưng mà khi mà các bác bơm nước vào nó co giãn ra thì các bác phải được tầm 30 mét nhá. Đấy, nó có một cái ưu điểm rất hay là nó rất là nhỏ gọn, nhưng mà khi mà mình dùng thì nó sẽ co giãn ra thì nó khoảng tầm 3 mét. Đấy, cầm thì nó nhỏ gọn này nhưng mà dùng thì nó rất là được nhiều dây. Đấy, nó rất là hay, hay ở cái điểm đấy các nhá. Đi kèm thêm là những cái cút nối này. Đấy, thì về các bác kết nối vào cái phần đây, ví dụ phần này các bác kết nối vào đây. Đấy, kết nối vào cái phần ống nước rồi thôi, vào đây các bác bắt vào đây cho em đó, và đầu này thì các bác kết nối vào cái phần nguồn nước nhà mình. Đấy, rất là tiện dụng, nói chung là rất là dễ lắp đặt thôi. Con này thì ai về, nói chung ai về cũng lắp đặt hết thôi, rất là dễ lắp đặt nhá. Đây em sẽ mở cho bác xem thực tế của sản phẩm video này. Đấy mấy ông, em sẽ mở cho bác xem thực tế của cái sản phẩm video mà đang người ta sử dụng được các bác nhá. Đây, đấy con này. Đấy, đấy con này đầu tiên này. Đấy, nó chỉ có nhỏ thôi nhá. Đấy, nhưng mà khi mà các bác cho nước vào phun này nó sẽ giãn ra và nó sẽ được nhiều dây hơn nhá. Đấy, dùng để rửa xe này, rồi là các bác tưới cây, nói chung là các bác dùng vườn tược các thứ, giờ nó dùng rất là tiện luôn. Đấy, có thấy không? Đấy là tổng quan về cái con sản phẩm, cái con vòi co giãn này, con vòi nước co giãn nhá. Các bác cứ lên mã cho nó con sản phẩm và cái con vòi nước co giãn nhá. Đấy, vòi nước co giãn từ 10 mét lên đến 3 mét nhá. Đấy, vòi nước co giãn này. Đấy, vòi nước co giãn co từ 10 mét nhá thành 30 mét nhá, cực kỳ là ngon lành cả nhà luôn. Giá thì hiện tại bên em đang bán một cái cuộn này là 150k bao ship nhá. Đấy, 150k bao ship. Dây thì sẽ có đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm, vòi nước các thứ đầy đủ luôn nhá, không thiếu cái gì cả. Đấy, 150k cho mấy con vòi nước co giãn nhỉ. Đấy, và bao ship tận nhà nhá. Đấy, dây rất là ngon lành kỳ nào có nhá. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em về ít cái dòng sản phẩm là cái bông lúa này. Đấy, cái bông lúa nhá. Đó, bông lúa này là bông lúa đèn nhá. Đấy, bông lúa đèn. Ở đây thì sẽ có tích hợp những cái đèn và những cái bông lúa này, nó sẽ thành hình những cái bông lúa, thì về các bác cắm kia các thứ rất đẹp nhá. Đấy, các bác cắm kia các thứ rất đẹp luôn, rất là xịn sò và ngon lành. Đây, phần đế này thì nó sẽ nhọn này, các bác có thể cắm dễ dàng vào những cái phần view xốp chiếc bình biếc, các bác cắm vào rất là dễ dàng sử dụng luôn, rất là ngon lành nhá. Đây, về thì các bác ở đây nó có một cái cục chuyển đổi bên nét này rồi, về các bác cắm trực tiếp điện 220 nhá, các bác đấu điện trực tiếp 220 đây, và các bác sử dụng đèn thì nó lên rất đẹp luôn nhá, nhìn rất lung linh. Đấy, các bác cắm bàn thờ, bàn thiếc và các thứ, là nói chung là các bác dùng để trang trí các thứ là rất là tiện dụng nhá. Đó, có thể là tháo rời ra. Đấy, dùng được cắm nhá. Một cái bó này của nó là 2 4 6 8 10 coi nhá, 10 2 này, 4 này, 6 này, 8, nó cao khoảng tầm 80 cm nhá. Đấy, chiều cao là khoảng tầm 80 cm, và nó một bó này sẽ là một bó này là 10 ấy coi nhá, một bó này là 10 bông. Đó, thì các bác lên mã cho em là cái con sản phẩm là bông lúa đèn. Đấy, đèn bông lúa hoặc là bông lúa được. Đấy, cái bông lúa, bông lúa đèn. Đấy, bông lúa đèn này thì một cái bó này là 10 cành, thì hiện tại bên em đang bán giá là đi 200k một bó này, và bao ship tận nhà nhá, 200k cho một cái bó bông lúa nha, và bao ship tận nhà. Đây, giờ em sẽ test thực tế bác xem này. Đây nào các ơi, đấy khi mà cắm vào nó sẽ nhè, đấy các bác thấy không? Đấy, cắm vào đây, cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy, các bác chỉ cần đấu cái dây này vào cái phích cắm thôi. Đây, em đang cắm tạm này thôi nhá. Đây, đó, nó lên rất đẹp này, hình bông lúa này rất đẹp này. Đó, thấy không? Rất đẹp, cả lá lúa, bông lúa nhá, nhìn rất đẹp nhá, nhìn rất hay. Đó, về trang trí thứ các bác cắm rất xịn sò nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm cái xịt chống thấm này. Đấy, về ít cái xịt chống thấm này. Giá thì hiện tại bên em đang bán một cái lọ này là 50k. Đấy, nếu mà các bác lấy từ 3 chai trở lên là bao ship. Con này thì rất là dễ dàng sử dụng luôn. Các bác về thì các bác dùng, bác lắc lên xem. Đấy, bác lắc lên. Đấy, lắc lên xem. Các bác nhớ là các bác lắc đều lên nhá. Đấy, nhớ là lắc đều lên. Đấy, lắc đều lên. Và lúc nào dùng các bác lắc đều, các bác phun thôi. Đây, một chai này thì dung tích của nó là 450ml nhá. Đấy, 450ml xịt chống thấm cực kỳ là ngon và xịn chất lượng nhá. Đây, em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video sản phẩm này. Đây nhá các bác, đây. Chống thấm rồi trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm.
chống thấm ruột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nóng mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy nhá các bạn nhá, đấy là cái con sản phẩm với con xịt chống thấm. Hiện tại bên em đang bán giá là đi 50k cho một cái con xịt chống thấm này. Đấy, về thì các bác cứ lắc đều các bác dùng. Đấy, về thì các bác cứ lên các bác xịt thôi này. Đấy, xịt của nó dạng trắng trắng nhá. Đấy, khi mà xịt xong này nó sẽ sùi sùi ít cái bọt bọt này. Đấy, có thấy không? Đấy, dạng màu trắng trắng này các bác nhá. Đây, dạng màu trắng trắng này. Nó rất là dễ dàng dụng các nhá. Giá thì cực kỳ tốt luôn, xịt chống thấm nhá. 50.000 một chai nhá. Nếu mà các bác lấy 3 chai trở lên là bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái dòng bột thông cống này. Đấy, bột thông cống bác nào mà nhà cống tắc các thứ rồi thì các bác mua con này về cho em, rất là hay. Đấy, về thì các bác xoáy ra và các bác khui siêu ra. Dạng của nó là dạng bột bột như này. Đấy, bột bột như này. Về đây các bác đổ vào cái phần cống kia nhà mình nó bị ấy. Xong các bác cứ để đấy là tự động là nó sẽ cái chất này nó sẽ trôi xuống và nó sẽ phân hủy cái phần những cái phần mà nó bị làm tắc cống của mình. Giá thì một cái lọ này của nó là 40k nhá. Các bác lên mã cho là bột thông cống, giá là đi 40k một cái hộp nha. Đây các bác, đây. Cuối cùng thì cái cống loa tắc hôm nay tôi có cơ hội để review cho anh em cái bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà 8 hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này, ok luôn nhá. Đấy là với cái con sản phẩm bột thông cống bên em đang phân phối nhá. Giá thì một cái hộp này của nó là 40k một hộp nhá. Đấy, 40k cho một cái sản phẩm cái bột thông cống nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm cái con kéo cành hộp kính nhá. Đấy, tiếp tục về cái lô kéo cành hộp kính của Nhật nhá. Đây. Đó, con kéo cành hộp kính. Chất là chất thép SK5 nhá. Đấy, của Nhật này, SK5 Japan nhá. Đấy, thân kéo thì cực kỳ chắc chắn và xịn sò luôn. Đó, phần tay kéo này có ốp cao su chống trượt trượt này, cầm rất êm tay nhá, cầm rất êm tay luôn, rất là xịn sò ngon lành cho một cái con sản phẩm là cái con kéo cành hộp kính này. Con này thì bên em bán quá nhiều rồi nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa Nhật. Đây, chữ Nhật nhiếc long hóa này. Đấy, chữ Nhật nhiếc long hóa luôn. Đó, hàng nguyên hộp này có nhá, hàng nguyên hộp này luôn. Đó, con này thì nó rất hay, có một cái rất hay là nó có cái khóa của nó rất hay là khi mà các bác ấn đấy, đấy là cái khóa nó sẽ nhả ra. Các bác cứ khóa bình thường này, khi ấn này các bác nhìn này. Đấy, khóa nó sẽ nhảy ra nhá. Đấy, các bác không cần phải đẩy tay gì, các bác chỉ cần thao tác là khóa vào thôi. Còn khi bác đẩy ra các bác bóp mạnh cho. Đấy, bóp mạnh vào tự động cái khóa lẫy đẩy ra. Đấy, miệng kéo thì mở ra rất há rất to và chất kéo là chất thép SK5 nhá, thì cực kỳ là sắc bén và cực kỳ là ngon lành xịn sò rồi. Đấy, và giá thì gửi đến các bác thì hôm nay thì cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã cho là cái con sản phẩm là cái con kéo cành hộp kính nhá. Đấy, kéo kính nhá. Đấy, kéo cành hộp kính hoặc là kéo kính cũng được. Đấy, kéo cành hộp kính này hiện tại bên em đang bán giá là đi 100k một con này và sẽ bao ship tận nhà nhá. Giá cực tốt và cực ưu đãi của các bác luôn. Kéo kính 100k bao ship nhá các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về được ít cái dòng lô vật muỗi của Nhật này. Đấy, vật muỗi rất là chất lượng nhá, của thương hiệu Nakagami. Dòng này thì cũng đã có quay rất nhiều trên kênh rồi. Đó, thì hôm nay hàng tiếp tục về dòng vật muỗi của Nakagami này. Đấy, cực kỳ là xịn sò và chất lượng nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có những cái nút điều chỉnh rồi nút bấm bật tắt này. Đó, và các chế độ ở đây. Chế độ off là chế độ tắt này, chế độ on 1 là chế độ vật bình thường này. Đấy, vật bình thường này. Chế độ thứ hai là chế độ on 2 là chế độ đèn bắt muỗi này. Đấy, đèn bắt muỗi nhá, thì ở đây nó sẽ có một cái đường sáng nó vầng lên như này. Thì khi mà các bác dùng bắt muỗi thì các bác lấy cho em cái đế này ra. Đấy, lấy cái đế này ra. Và các bác cắm vào đây cho em, cắm vào và các bác bật cái chế độ đèn mắt mũi lên và các bác để ra như này. Đó, các bác để ra như này. Đây, sẽ quay view trực tiếp này. Đó, thì các bác để ra như này cho. Để ra như này thì cứ thế là con mũi nó chạm vào, nó bay vào thì con mũi nó sẽ dính thôi. Đây, em sẽ chạm thử với bác xem nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, có thấy không? Đây này, đấy. Giật tạch 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 luôn nhá. Đấy, tóe lửa luôn này, có thấy không? Đấy, điện giật cực mạnh nhá. Mấy lần này em chạm vào mà lỡ tay lại bật lên cái, chạm vào nó giật tê tay tê người nhá, nên các bác dùng cũng nên cẩn thận. Giật rất mạnh nhá. Đấy, giật mũi, nói chung là mũi vào là đi luôn. Nó cực kỳ chất. Đấy là về cái dòng sản phẩm vật mũi này. Và cái phần chức năng là cái đèn bắt mũi nhá. Ở đây thì nó có một phần đèn này, cái đèn quang như này, thì cái con mũi nó sẽ dụ con mũi vào và nó bay vào, nó sẽ chết. Các bác để những cái chỗ nào mà nó nhiều mũi, góc nhà, góc vườn các thứ là các bác để đấy. Đấy thì muỗi nó sẽ bay vào chết. Còn ngoài ra thì
các bác gạt về cái chế độ on 1 này. On 1 thì các bác bấm vào đây cho em, các bác giữ này thì nó sẽ là vật mũi bình thường. Đấy, giữ vào đây thì nó như kiểu là vật mũi bình thường này, các bác cứ vật đi vật lại. Đấy, mũi nó may vào cái là dính thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện với cái con vật mũi này. Hàng này thì của nó sẽ là hàng sạc pin nhá. Đấy, hết pin thì các bác sử dụng. Dòng này của nó sử dụng cái pin khô 18650 nên là các bác yên tâm về vấn đề pin. Bên em sẽ bảo hành cho bác pin luôn, nếu mà có vấn đề gì về pin, hàng sẽ được bảo hành pin luôn nhá. Lỗi một đổ một luôn. Nếu mà có vấn đề gì pin, pin cực kỳ trâu, các bác sạc một lần thì xài khoảng tầm một tuần luôn nhá. Đấy, pin cực kỳ là trâu bò luôn. Đó thì full combo bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân đèn này, à một thân vật này, một cái đế dựng lên này. Đấy, cái đế này các bác cắm lên, các bác dựng lên cho em. Đó, để các bác bật cái chế độ đèn bắt mũi đấy, và đi kèm thêm là một cái cọng sạc như này. Thì cái con cọng sạc này các bác cắm ở cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, sạc khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì pin nó sẽ đầy và các bác lại tiếp tục sử dụng. Đó, đây, đây là phần chân sạc này. Đó, các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đấy, và các bác cắm vào các bác sạc. Đó thì full combo bộ sản phẩm vật mũi như này. Vật mũi thông minh nhá, các bác lên mã cho em là vật mũi thông minh. Vừa làm vật mũi này, vừa làm đèn mắt mũi này. Đấy thì dòng này bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá chỉ có 200k cho một con thôi. Đấy, 200k cho một con vật mũi như này. Và trong game này thì bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, 200.000 cho con vật mũi của Nakagami, bao ship tận nhà. Hàng thì bảo hành lỗi một đổi một nếu có vấn đề gì về pin yếu hay là như thế nào. Đấy, bên em sẽ lỗi một đổi một luôn nên có yên tâm đặt hàng nhá. Các bác, bộ điều khiển từ xa. Đó, lâu lắm cái hàng lại tiếp tục về nhá. Đấy, lô bộ điều khiển từ xa cực kỳ là xịn sò và chất lượng của hàng của thương hiệu Hornet nhá. Đấy, Hornet thì một trong những thương hiệu về đồ điều khiển các thứ giờ rất là xịn sò rồi. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp nha. À, trong một cái hộp này thì của nó combo của nó sẽ gồm có là cho mình là một cái ổ cắm này. Đấy, một cái ổ cắm và một cái tay điều khiển cơ. Một cái tay điều khiển này. Đấy, một tay điều khiển. Con này em sẽ quay về cái phần thông số các bác nhá. Con này thì khi mà các bác dùng thì cái khoảng cách điều khiển của nó là từ 100m cho đến 1km nhá. Và cái điện áp của nó là AC từ 75V cho đến 265V. Và cái công suất của nó là 30A nhá. Đấy, công suất là 30A. Nói chung là các bác dùng này về để sử dụng máy bơm nước các thứ giờ thì rất ok. Rồi là các thiết bị điện dùng rất là ngon này kỳ nào luôn. Con này thì rất là dễ dùng thôi. Đó, rất là dễ dùng nhá. Đấy, dùng thì các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào cái dòng điện 220 cho em này. Đấy, cắm trực tiếp đây. Đó, các bác đợi chút này, nó sẽ lên đèn và các bác sử dụng điều khiển các bác bấm nhá. Giờ em sẽ test cho bác xem. Đấy, khi mà các bác đã cắm điện vào rồi thì các bác cắm các thiết bị các bác muốn điều khiển vào. Đấy, ví dụ đây em đang muốn điều khiển cái ấy này. Đấy, muốn điều khiển cái quả bóng điện này chẳng hạn này. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào đây cho em. Các bác cắm trực tiếp vào cho em nhá. Đấy, nó hơi chặt, lúc đầu thì nó hơi chặt. Nhưng mà nó phải chặt thì các bác cắm nó mới ngon được. Đó, các bác cắm trực tiếp đi em. Đấy, thì ở đây trên cái này nó sẽ có một nút và gọi là nút cứng, nút vật lý ở trên này. Đấy, thì các bác dùng ở đây các bác bấm cũng được này. Đấy, bấm bật này, đấy, tắt này, đấy, cũng các bác dùng trên này. Còn chủ yếu thì mua con này về các bác phải dùng cái điều khiển này mới là ngon này. Đấy, đây thì sẽ có là một nút on là bật và nút off là tắt này. Đấy, các bác sử dụng này, on này, bật này, off là tắt này, on này, bật này, đấy, tắt này, bật này, tắt này, bật tắt. Đấy, để các bác điều khiển các thiết bị sử dụng trong gia đình nhà mình, rồi là các bác hay sử dụng máy bơm nước các thứ giờ nói chung là rất là tiện luôn. Đấy, thì chỉ bằng thao tác một nút bấm vào cái điều khiển này thôi. On là bật lên, off là tắt đi. Đấy, rất là tiện dụng quá nhá. Đấy, khoảng cách là 1000m, khi mà xa các bác có thể kéo cho em anten lên. Nó kéo cho em anten lên, rất là xịn nhá. Rồi, em sẽ đi vào báo giá nhá. Các bác lên nhanh mã cho em là cái bộ ổ cắm điều khiển từ xa. Đó, bộ ổ cắm điều khiển từ xa quá nhá. Con này thì bữa trước bên em đang bán cho các bác giá là đi 300k. Đấy, 300k. Nhưng mà trong video này thì bên em giảm giá, giá cực tốt luôn. 300k giảm chỉ còn có 280.000 một cái thôi. Đấy, và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Các bác lên mã cho là bộ ổ cắm điều khiển từ xa. Đấy, bộ ổ cắm điều khiển từ xa nhá. Điều khiển từ xa này. Đấy, giá thì là 280.000 cho một bộ điều khiển từ xa như này và bao ship đến tận nhà các bác luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Hornet cực kỳ là chất lượng. Đó, rất là xịn sò. Ngoài cái bộ ổ cắm này thì bên em vẫn còn cái dòng đấu nối nhá. Đấy, vẫn còn cái dòng đấu nối thì cái dòng này thì về các bác không tiện như dòng này. Đấy, thì về các bác phải đấu nối vào. Đấy, về các bác phải đấu nối vào. Đó, thì ở đây thì nó cũng combo như con kia thôi. Nhưng mà cái việc là các bác về phải đấu nối vào thì nó hơi mất công. Đấu nối thì rất là dễ thôi. Ở đây thì sẽ có giấy tờ hướng dẫn sử dụng để các bác về các bác đấu nối. Đó, hai vào hai ra thế thôi, rất là dễ dàng. Đây, đó một cục của nó đây nhá. Đấy, hai vào này, hai ra này, rất là dễ dùng thôi. Và các bác dùng điều khiển các bác cũng điều khiển như con kia. Đó thì nói chung là nó cũng tương tự như hai con, nó tương tự như nhau thôi. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác dùng sao cho phù hợp. Đó, cái con bộ điều khiển đấu nối này. Đấy, cái bộ đấu nối này thì bên em đang bán giá
thấp hơn. Con đấu nối này thì giá là chỉ có 250k cho một con đấu nối này. Đấy, và bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá. Đấy, bao ship tận nhà, các bác lên mã cho là bộ điều khiển đấu nối các bác nhá, đấu nối. Các bác nhớ mã cho em nhá, đấu nối là cái con này. Đấy, là về các bác phải đấu nối thì nó hơi bất tiện một chút, còn các bác muốn cái sự mà nó nhanh nhẹn, nhanh nhạy về các bác dùng luôn thì các bác mua cho em cái bộ ổ cắm này. Đấy, ổ cắm thì là 280k, còn đấu nối thì là 250k một bộ các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái bộ vòi hút nước dầu rửa bát này. Đấy, hút dầu rửa bát lên cái phần bồn của nhà mình nhá. Đấy, thì full combo bộ cái sản phẩm thì sẽ gồm có cho mình là những cái phụ kiện này, rồi là một cái phần hút chính nhá. Đấy, hút này thì về các bác lắm vào cái phần lắp vào cái phần bồn rửa bát cho mình nhá. Đấy, về các bác tháo nốc ra các bác lắp vào. Nhà nào mà có cái lỗ ở cái bồn rửa bát đấy là các bác hiểu luôn. Và các bác cắm cái dây này vào cho em. Đấy, và các bác sử dụng thôi. Nó thì nói chung là nói như này thì nó hơi khó, thì giờ em sẽ có một cái video thực tế về cái dòng sản phẩm này các bác nhá. Đây, em sẽ có một cái video mô phỏng về cái sản phẩm cái đồ thông minh này nhá. Đây, các bác cùng xem video này. Đó, rất là ok. Đó, các bác thấy không? Tháo ra các bác lắp vào cái phần bồn cho mình ấy. Nhà nào có cái lỗ lắp vào đấy. Đấy, các bác rút lên, cắm vào. Đó, các bác cắm vào đấy. Đó, đấy, cái này nó mô phỏng như kiểu là cái dầu rửa bát nhá. Rất tiện nhá. Đấy, các bác cắm vào cái lọ dầu rửa bát cho em. Đấy, các bác cứ thế các bác bơm ra rồi các bác sử dụng. Rất là tiện nhá. Đấy, nói chung là cực kỳ là hay. Đây. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào cái phần bồn rửa bát, cái can dầu rửa bát cho em. Đấy, cậy cái lỗ lên, cắm nó vào. Nhiều bác thắc mắc là không biết là cái lỗ này để làm gì đấy, nhưng mà cái lỗ này nó để lắp cái dụng cụ này vào nhá. Đấy, để nó lắp cái dụng cụ này vào. Đấy, một cái sản phẩm rất là hữu ích và thông minh gửi đến quý các chị nhà mình. Đấy, thì về các bác cứ lắp đặt rất là dễ thôi. Đấy, phần này các bác lắp vào cái phần bồn rửa bát này, phần dây này các bác dòng xuống dưới phần lỗ đấy và các bác hút dầu rửa bát lên, rất là sạch sẽ và gọn gàng. Đấy, rất là trơn tru này. Đây, bấm rất êm nhá. Chất liệu thì là inox 304, hàng cực kỳ là xịn sò và chắc chắn. Các bác lên mã nhanh cho em là cái dòng sản phẩm là cái vòi hút dung dịch rửa bát nhá, hoặc là vòi hút rửa bát cũng được cho nó ngắn gọn. Vòi hút dầu rửa bát này. Đấy, vòi hút rửa bát cũng được. Cái con vòi hút rửa bát này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn, giá chỉ có 120k cho một sản phẩm này thôi. Đấy, và trong video này thì bên em cũng sẽ bao ship tận nhà các nhá. Đấy, vòi hút rửa bát 120k và bao ship tận nhà full combo một cái bộ sản phẩm như inox 304. Đấy, dây cũng là dạng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chắc chắn luôn, 120k bao. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng đu đèn cảm biến chuyển động ban đêm này. Đấy, đu đèn cảm biến chuyển động ban đêm thôi nhá. Đó, con này thì về rất là dễ dùng thôi. Các bác về cứ kết nối điện 220 bình thường và các bác xoáy bóng vào cho em. Đấy, xoáy bóng và các bác có thể là cài đặt đây, ví dụ như là buổi tối, ban ngày hoặc là buổi sáng này. Đấy, rồi ngoài ra thì có cái cài đặt là cái cài đặt thời gian nhá. Các bác muốn cài đặt tăng lên, thời gian nó lâu lên thì các bác đẩy về dấu cộng, còn muốn thời gian nó tắt nhanh thì đẩy về dấu trừ. Con này thì cái nguyên lý hoạt động của nó thì nó sẽ cái phần này là cái phần cảm biến này. Khi mà có vật thể chuyển động qua cái cảm biến này thì cái bóng đèn nó sẽ tự sáng, còn không thì nó sẽ tự tối nhá, tự động nó tắt. Nói chung là rất là tiết kiệm điện, mà thứ hai là các bác có thể lắp đặt ở cái phần cổng lối ra vào nhà mình. Đấy, làm thiết bị chống trộm hoặc là nhà vệ sinh, đường đi lối lại nó rất là tiện, chỉ cần có người chuyển động qua là nó tự động nó sáng nha. Các bác không cần phải dùng đến công tắc không tiếc gì, nó rất là bất tiện. Thôi, dùng con này rất ok. Đấy, thì các bác lên mã trên là cái dòng sản phẩm là đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm. Đó, thì con này bên em đang bán giá bác là giá chỉ có 80k một chiếc mà thôi. Đấy, 80k một chiếc đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm thôi nhá. Đấy, rất là chắc chắn và xịn sò. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng lô bàn là du lịch này. Đấy, bàn là mini bàn là du lịch nhá. Con này thì các bác có thể là mang đi du lịch dùng rất là tiện này. Đấy, của nó thì rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng một cái bàn tay thôi. Đấy, nó chỉ bằng một cái bàn tay rất là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể là mang đi du lịch rất là tiện, ngoài ra có thể gấp gọn nha. Đấy, khi mà các bác dùng không dùng nữa các bác gấp gọn là các bác để vali này. Đấy, rất là gọn. Dây giếc các thứ này. Đấy, nó chỉ có một cái cục nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhỏ nhưng mà nóng rất là ngon nhá. Đấy, ngoài ra có phần chỉnh nhiệt độ này. Đấy, một cái con bàn là nhỏ như này mà có nút chỉnh nhiệt độ này thì rất là xịn sò rồi. Đấy, cực kỳ là xịn sò và ngon lành nhá. Đấy, đây. Đó, phần tay cầm này rất là hay các nhá. Đây, phần đế là này. Đấy, các bác mang đi du lịch là quần áo trong cái trường hợp mà khẩn cấp ấy, thì cái con này nó gọi là cứu cánh rất là ok luôn. Đấy, thì bên em gọi là cái bàn dòng bàn là du lịch. Đó, bàn là du lịch nhá. Đấy, thì các bác lên mã cho cái dòng sản phẩm là bàn là du lịch. Con này thì của nó là hàng Nhật xuất nên là dùng điện 220 thoải mái. Dây của nó này, dây của nó dây chống gập chống gãy luôn nhá. Đấy, dây khá là lớn, rất là to. Hàng chống gập chống gãy, dây chống gập chống gãy luôn. Đó, thì bên em đang bán cái con bàn là này với giá là đi 220 một con nhá. Đó, 220k cho mỗi con bàn là như này. Đấy.
Và trong video hôm nay thì anh em bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Đó, các bác lên mã cho là bàn là. Đấy, bàn là hoặc là bàn ủi, nhiều bác trong Nam anh gọi là bàn ủi đấy, bàn là du lịch. Đó là 220k một con bao ship. Đấy, rất là nhỏ gọn, vừa vắn xinh xắn, mang đi mang lại dùng rất là tiện lợi nhá. Đó. Và cái công suất của nó, xin lỗi bác là quên không nhắc về công suất. Công suất của con này là của nó là 700W nhá. Đấy, công suất là 700W thì các bác thoải mái dùng rồi. Có thể là điều chỉnh các nhiệt độ và các chế độ ở đây. Đó, rất là xịn sò và hay nhá. 220.000 cho một con bàn là mini bàn là du lịch như này, bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về được ít kilo chổi cọ vệ sinh con vịt này. Đấy, chổi cọ vệ sinh, chổi cọ nhà vệ sinh hay là còn gọi là cọ V cấp C con vịt nhá. Đấy, dòng này của nó là hai đầu trà, hai đầu cọ này. Đây, ba đầu luôn nhá, ba mặt cọ luôn này, mặt trước này, mặt sau này. Đó, và mặt này bàn trái luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò. Có tay cầm rất là dài nhá. Ngoài ra có một cái hộp đựng như này. Đấy thì dùng xong các bác để vào đây. Có đựng vào này. Đấy, rất tiện nhá. Đấy, có hộp đựng luôn. Đó, hộp đựng các thứ ra. Hộp này có thể treo tường. Ở đây nó có đi kèm với cái móc treo tường nó cơ. Đấy, hình chân con vịt các bác có thể để đứng như vậy được. Đó, rất tiện dụng cho con cọ VKC này. Giá thì đang bán cái con cọ VKC này, giá là đi 90k một con nhá. Đấy, 90k cho con cọ VKC này và bao ship tận nhà luôn. Đấy, 90.000 một con. Đấy, rất là đáng yêu. Phần này các bác silicone mềm này, các bác cọ rất sạch luôn nhá. Đấy, kỳ cọ rất sạch rồi, bàn chải đây luôn. Đấy, rất là tiện dụng cho con cọ VKC này. Đấy, tay cầm rất là dài nhá, thoải mái để bác luồn lách, các bác cọ rất là tiện dụng luôn. Đây nhá, bây giờ em sẽ cho bác xem về video thực tế về sản phẩm này các nhá. Đây. Nó gọi là bàn chải nhà vệ sinh con vịt nhá. Đấy, rất tiện, có thể là treo lên tường, rất là hay. Đấy, cái đầu bàn chải rất là mềm nhá. Đấy, cọ các ngóc ngay các kiểu luôn nhá. Đấy, có thấy không? Bàn chải bàn đồ. Đấy, dùng xong các bác lại cho lên. Nói chung là nó treo lên tường rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, cái đầu silicone nó hình đầu cái mỏ vịt này, các bác lách liếc các kiểu luôn này. Đấy. Rất tiện dụng cho con bàn chải nhà vệ sinh con vịt này. Giá thì cực kỳ là bình dân nhá. Giá cực rẻ luôn. 90.000 một con là còn bao ship tận nhà nhá. Đấy, tính ra vào khoảng tầm đi 60.000 cho đến 70.000 một cái này thôi. Quá rẻ và quá xịn sò, chất lượng của anh chị nhà mình. Đấy, 90k một con nhá. Bàn chải con vịt. À, cái cọ nhà vệ sinh các nhá. Cái cọ vệ sinh con vịt này. Đó, 90k một con, bao ship tận nhà nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về ít cái dòng lô đèn bi này. Đấy, đèn bi hoặc là đèn ngủ nhá. Đấy, đèn bi đèn ngủ cũng được. Đó, con này thì các bác dùng đèn ngủ rồi mua về để trưng bày. Đề co cũng rất đẹp luôn nhá. Đây, đó rất đẹp và nhìn rất là chất lượng luôn này. Đấy, dòng này nói chung là các bác phải tắt điện đi cơ, nhìn nó mới đẹp. Đó, rất ảo nhá. Đây, hình cá voi rồi là mặt trăng mặt trời các thứ này. Đó, rồi bên này nữa. Đây. Đấy, hình này là cái hình cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái vòng xoay mà hay chơi chơi đấy. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đây. Đó, rất là xịn sò, các bác mua về dùng làm đèn ngủ rất là ok nhá. Đây, bây giờ em sẽ tắt điện lại thử các bác xem này. Đó, tắt thử điện các bác xem nhá. Đây. Đó, đợi chút này. Đó, thấy không? Tắt thêm một quả đi nữa nhá. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đây. Đấy, các bác dùng làm đèn ngủ rất là hay. Đó, dùng làm đèn ngủ rất là ok luôn này. Đây. Đó, rất đẹp luôn nhá. Các bác nhìn này. Đấy, nhìn rất ảo luôn. Đó, đây em đổi sang cái con khác nhá. Đấy, đây. Rất đẹp luôn nhá. Đây. Nó nhìn rất ảo luôn này. Đó, con thấy không? Nhìn rất ảo luôn nhá. Đó. Rất là hay luôn nhá. Đấy, về một cái con đèn bi này. Con này thì các bác có thể mua về là đèn ngủ này, rồi là các bác dùng làm decor trang trí cũng rất là hay. Đó, dùng làm deco trang trí rất hay. Ở đây là cái phần đế này. Đấy, cái đế này của nó là như kiểu là cái đế gỗ nhá. Đấy, thì dưới này nó sẽ tích hợp đèn. Và trên này là cái viên bi, một cái viên cầu, viên bi trong suốt này. Thì các bác để vào thì nó sẽ chiếu ánh sáng của mình lên. Nhìn nó rất là ảo. Ở trong này nó có những cái hình như này. Đấy, trong này có những cái hình như này. Rất đẹp luôn này. Đấy, rất là ảo luôn nhá. Bây giờ em sẽ bật điện cho bác xem. Đó, các bác đợi chút em bật điện nhá. Đấy, thấy không? Rất là xịn luôn. Cực kỳ là hay. Đấy, thì đây. Ở đây thì nó có những cái phần bóng led này. Đấy thì đây là cái phần đế gỗ này. Đấy thì về các bác để bàn. Còn đây là các bác để vào nha. Đó, để vào này cho. Đó, để vào nhà cho. Đó thì ở đây nó sẽ hiện như cái hình này, rất đẹp luôn nhá. Đó, đây nó có hình này. Đấy, hình
cái hình vòng xoay này. Đấy, rất là hay. Đó, giờ đây. Rất là xịn sò luôn. Đó thì em sẽ đi về báo giá luôn. Các bác lên mã dòng sản phẩm với con đèn bi. Con đèn bi này thì giá cực tốt luôn, 110k một con, bao ship tận nhà. Đấy, dòng đèn bi này các bác thể mua về trưng bày rồi mua về làm đèn ngủ các thứ rất là hay. Đấy, về thì combo của nó sẽ như này. Đấy, gồm có một cái viên bi bằng thủy tinh luôn đúng không nhá. Bi đọc thì cái cầm rất là nặng, đầm tay luôn. Và một cái đế như này. Đế thì nó đi kèm thêm sẽ có dây sạc các thứ luôn nhá. Cái dây này thì về có cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vào nó sẽ sáng lên. Đó, nó dùng cái nguồn điện là 5V 2A. Đấy, về các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình là ok luôn. Đấy thì dùng làm đèn ngủ rất ok nhá. Đấy, dùng làm đèn ngủ rất là hay. Đó thì giá là chỉ có 110k cho con đèn bi thôi. Đấy, 110.000 cho một cái con đèn bi như này. Các bác lên mã là đèn bi nhá, đèn bi hoặc là đèn ngủ bi. Đấy, giá 110k một con và bao ship tận nhà nhá. Đấy, thủy tinh đặc luôn nhá. Đấy, dạng thủy tinh đặc luôn, cực kỳ là xịn, chất lượng nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô ấm siêu tốc của Hikari này. Đấy, dòng này thì bán quá nhiều rồi. Đó, hôm nay lại hàng tiếp tục về và đợt này giá cực tốt của các bác nhá. Với con ấm siêu tốc của Hikari. Con này thì cái công suất của nó thì là 1500W và dung tích là 2.3 L. Đấy, dung tích 2.3 L, hàng thì là mới nguyên hộp này nhá. Hàng thì là hàng xuất Nhật nên là nó sẽ dùng điện 220 bình thường. Về các bác cắm điện Việt Nam thoải mái cho em luôn. Đó thì đây, hàng nguyên hộp luôn nhá. Đấy, vẫn còn nguyên siêu, nguyên dây bóng các thứ này. Rất là ngon lành luôn, xịn sò nhá. Ấm thì cầm cực kỳ là dày dẫn chắc chắn. Đó. Đây, còn đây là phần đế bàn này. Đấy, phần đế bàn. Đó, đây. Tổng quan nó đây nhá. Đây phần đế này. Đấy, phần đế. Đây của Hikari này. Đấy, thương hiệu Hikari nhá, 220 này và công suất là 1500W này và dung tích là 2.3 L nhá. Cái phần đế này của nó này, các bác nhìn cái đế này, nó sẽ bo inox này. Đấy, bo inox cực kỳ chắc chắn luôn nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, còn đây là một cái con ấm này. Con ấm thì vỏ của nó là vỏ chính của nó là thân inox. Nó còn vỏ ngoài thì nó sẽ bọc một lớp nhựa. Đấy, ABS cao cấp nhá. Nhựa chịu nhiệt nhá. Đấy, con này thì cái phần nhựa này chủ yếu chức năng của nó là chống bỏng nhá. Đấy, chống bỏng, chống nóng nên là các bác dùng rất an toàn. Đó, có đèn báo đấy nhá. Đấy, có đèn báo. Đây các bác nhìn cái phần lõi này. Đấy, lõi đồng rất to nhá, sáng choang luôn. Đó, rất là ngon lành. Tem mác đầy đủ luôn, Hikari. Đó, rất là xịn sò nhá. Ấm cầm cực kỳ chắc. Cái phần nút bấm này thì nó sẽ thiết kế một cách rất tiện lợi này. Các bác cầm đây, các bác bật lên cái là nó ok luôn này. Đấy, còn đây, phần nắp mở này rất thông minh này. Đấy, ấn cái này. Đẩy cái này, tự động nó đẩy lên nhá. Đấy, tự động đẩy lên. Đây, phần bên trong này rất là dày nhá, inox 34 cực kỳ dày luôn nhá. Đó, phần miệng nấm miệng ấm này thì thiết kế chống tràn rất là hiệu quả luôn. Đó đây. Tổng quan một con ấm này, ấm to 2.3 L cực kỳ to tát và ấm cực kỳ xịn sò chắc chắn luôn. Đấy, của Hikari của Nhật nhá. Đó, các bác lên mã luôn cho em đấy, con sản phẩm là ấm siêu tốc Nhật nhá. Ấm siêu tốc của Nhật. Đó, ấm siêu tốc của Nhật này. Các bác cứ lên mã cho là ấm siêu tốc của Nhật, em nhà em biết mã mà. Đấy, ấm siêu tốc của Nhật. Ấm siêu tốc Nhật của nhá. Đấy, ấm siêu tốc Nhật. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá 370k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn, 350k một con. Đó, 350k một con. Và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. 350.000 cho một con ấm siêu tốc Nhật nha. Và bao ship tận nhà. Công suất là 1500W và dung tích là 2.3 L. Dùng điện 220 bình thường luôn nhá. Nên là về các bác cứ cắm thoải mái cho em luôn. Đấy. Hàng đổi trả lỗi một đổi một trong vòng 7 ngày nhá. Nên mà các bác cứ yên tâm là dùng sử dụng. Nói chung là con này thì hầu như không có lỗi luôn. Hàng của nó chuẩn cực kỳ. Đấy, rất là ngon lành xịn sò các bác. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng Fix này. Đấy, thì đã có ấm siêu tốc rồi thì các bác có thể là mua thêm cho mình một con Fix nữa. Thì bên em hôm nay tiếp tục về cái dòng Fix này. Đấy, dòng Fix inox nhá, cực kỳ to tát luôn. Dòng Fix này của nó thì đây, em sẽ xem mấy cái thông số của nó này. Một con Fix inox rất to nhá. Đấy, rất to luôn. Fix inox rất to luôn. Các bác đợi em chút nhá. Đây thì đây cái dòng sản phẩm Fix đây các bác nhá. Đấy, dòng sản phẩm Fix con này thì giữ nhiệt rất lâu nhá. Đây, giữ là lạnh là 24 tiếng, giữ nóng 24 tiếng nhá. Đấy, Fix rất xịn sò. Vỏ ngoài của nó thì là dạng thân inox nhá. Đấy, bóng sáng láng luôn này. Đấy, thân inox có phần quai sách này. Đấy, và phần tay cầm nhá. Đấy, phần tay cầm. Rồi là nắp đậy này, nắp đậy nhá. Đó, rồi đây, một cái nắp đậy bên trong nữa này. Đấy, một cái nắp đậy bên trong. Rất tiện dụng luôn nhá các bác nhá. Đây. Đấy, có thấy không? Nắp đậy rất chặt luôn nhá. Đấy, em rút lên các bác nghe tiếng kêu biết là chặt rồi. Đấy, thấy không? Rất là ngon, xịn sò. Đấy, vỏ ngoài inox nhá, sáng bóng luôn. Đó, một cái con Fix này thì dung tích của nó là 2.3 L nhá. Dung tích là 2.3 L, rất xịn sò luôn. À quên, xin lỗi các bác là 3.2 L. Đấy, dung tích một cái Fix này của nó 3.2 L, rất to nhá. Chiều cao của nó con này là 2. Chiều cao nó phải khoảng tầm là 40 cm.
Đấy, chiều cao khoảng tầm 40 cm nhá. Phích cầm rất to, tát chắc chắn luôn, rất là xịn sò cho mấy con phích nước như này. Đó, các bác lên mã cho con phích nước này. Đó thì các bác lên mã cho con phích nước này, phích nước 3.2L thôi nhá. Đấy, phích nước 3.2L đây. Phích nước 3.2L của Nhật nhá. Đấy, 3.2L của Nhật. Con này thì hiện tại bên em đang bán giá là đi 260k một con. Đó, và bao ship tận nhà nhá. 260.000 cho mỗi con phích nước này và bao ship tận nhà. Đấy, hàng rất là chất lượng, xịn sò, ngon lành luôn. Vỏ ngoài inox nhá. Đấy, vỏ trong thì nó là cái dạng ruột như kiểu ruột dạng đông nhá. Đấy, như kiểu dạng ruột dạng đông ấy đây. Đó, có thấy không? Dạng ruột dạng đông ấy. Phích thì giữ nóng, giữ lạnh 24 tiếng nhá. Đấy, hai nắp đầy đủ luôn, quai sách đi kèm. Đấy, các bạn nhìn này, rất đẹp luôn nhá. Sáng bóng luôn, inox 34 luôn nhá. Đó, giá chỉ có 260.000 cho con phích 3.2L thôi. Đấy, rất to tát, nhà bác nào mà đông người hoặc là hay uống nước nóng nhiều thì các bác dùng con này cho em. Đấy, rất to tát và xịn sò ngon lành luôn nhá. Sau tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng đèn độ đầu cảm biến này. Đấy, bên em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đèn độ đầu cảm biến. Đây, hàng sẽ là hàng nguyên hộp này nhá. Đấy, hàng của Nhật, đèn độ đầu cảm biến của Nhật nhá. Hàng nguyên hộp như này, rất xịn sò luôn. Đi kèm thêm thì sẽ có một cái dây sạc đi kèm. Đó, một cái dây sạc này đi kèm này các bạn này. Đó, dây sạc đi kèm. Đấy, về các bác cắm một cục sạc điện thoại và các bác sạc nó thôi. Đây là cái phần cổng sạc nhá. Đây cổng sạc đây. Đây là một cái cổng sạc vào này, và ở đây thì nó sẽ có tích hợp là một cái cổng sạc ra để các bác sạc dự phòng, các bác sạc trên điện thoại nhá. Đó, ngoài ra thì đèn nó có những cái chức năng sáng cơ bản của một chiếc đèn pin. Đấy, đèn cực kỳ sáng luôn nhá. Đấy, đèn cực kỳ sáng luôn. Đó, và có thể bẻ nha. Đấy, bẻ đi bẻ lại này. Đấy, rồi là các bác có thể chỉnh pha rộng này, pha rộng này, pha hẹp vào này. Đó, có thấy không? Chỉnh pha rộng ra này. Đấy, chỉnh ra pha rộng ra nhá. Chỉnh như bác bằng cách các bác xoay cái này này. Đấy, các bác xoay cái này cho em. Đó, các bác xoay cái này cho em. Đấy, chỉ bằng xoay cái vòng thôi. Đấy, có thấy không? Xoay để các bác chỉnh pha rộng, pha to. Đấy, pha rộng, pha hẹp rất tiện dụng nhá. Đó, rồi là chế độ sáng, có một số chế độ sáng cơ bản này, sáng nhất này, sáng vừa này, sáng nháy này. Đấy, nháy cảnh báo nhá. Rồi ngoài ra thì cái chức năng đèn cảm biến này. Đấy, khi mà các bác bật lên nhá. Đấy, các bác bật lên thì nó sẽ hiển thị về cái phần thông số pin đây. Thì các bác biết là vạch pin còn bao nhiêu để các bác chủ động các bác sạc. Đấy, nhiều khi mà các bác biết là hết pin rồi các bác chuẩn bị các bác sạc để các bác chủ động hơn. Và ở đây thì một cái chức năng cảm biến này. Đó thì đây. Các bác nhìn thấy cái biểu tượng nút wifi này, các bác ấn vào đây cho em. Ấn vào đây nhá. Đó, và các bác bây giờ các bác vẫy tay này. Đèn nó tắt nhá. Vẫy tay cái đèn nó bật này. Vẫy tay cái đèn tắt này. Vẫy tay cái đèn bật này. Đấy, vẫy tay. Đấy, tắt này. Bật này. Tắt này. Bật này. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá cho mấy con sản phẩm mà đèn cảm biến cực kỳ hay ho và thông minh. Đấy, đèn thì siêu sáng luôn nhá, các bác nhìn này, sáng trắng luôn nhá. Đây. Đấy, có thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá. Đấy, rất sáng luôn. Đó, đây. Giờ em sẽ test thực tế ngoài trời tối luôn các bác xem này. Đây các bác ơi, đấy em test thực tế này, rất sáng nhá, đèn này, sáng trắng luôn nhìn này. Đấy, giờ các bác có thể chỉnh pha này. Có thấy không? Đấy, sáng rực trời luôn nhá. Đấy, pha có thể là chỉnh hẹp nha. Giờ các bác chỉnh rộng ra. Đấy, chỉnh rộng nhá đây. Sáng rộng cả một vùng luôn nhá. Đây này. Đấy, có thấy không? Đây là các bác nhìn này. Đấy, nó khác hẳn luôn này. Đấy, hai bên nó khác hẳn nhau luôn. Đấy, có thấy không? Rất sáng nhá, đèn cực kỳ sáng luôn nhá. Đó. Đấy, rồi là cái tầm soi xa nhá. Đấy, cái tầm soi xa. Đây, em sẽ chụm vào này. Đấy, các bác soi xa nhá. Cái tầm này các bác soi xa này. Đây, các bác nhìn này. Đấy, soi xa này. Đó, có thấy không? Soi rất xa nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, bụi chú một chiếc nhìn rõ luôn nhá. Đó, có thấy không? Rất tiện dụng nhá. Đây, rồi là ngọn cây này. Các bác nhìn ngọn cây này. Soi này, rất là tiện dụng nhá. Đấy. Đấy thì các bác lên mã cho nó con sản phẩm là cái con đèn độ đầu cảm biến nhá. Đấy, đèn độ đầu cảm biến. Các bác nhớ mã cho em là đèn độ đầu cảm biến nhá. Đấy. Đèn độ đầu cảm biến. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 190k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn, 180k một con và bao ship tận nhà nhá. Đấy, 180.000 cho con đèn độ đầu cảm biến này và bao ship tận nhà. Đấy, dòng này của nó là dòng đèn độ đầu. Đấy, phần dây này rất chắc chắn, xịn sò nhá. Dây thì co giãn 4 chiều, các bác đeo nó rất ôm đầu nhá. Đấy, và đeo rất ôm đầu và không bị đau nhức đầu. Đấy, đây phần trước này nó có đệm luôn này. Đấy, các bác đeo nó không bị đau chán luôn nhá. Rất tiện dụng luôn, các bác nào đi soi xét rồi các bác dùng cái con này rất tiện, không cần phải cầm tay, các bác đeo đầu. Đấy, các bác chỉnh các chế độ sáng là dùng ok. Rồi là cảm biến vẫy tay bật tắt rất tiện dụng nhá. Đấy, đèn thì siêu chắc chắn này. Phần đầu này thân nhôm luôn nhá. Đấy, giải led cực kỳ sáng luôn. Đó. Hàng nguyên hộp nhá, đầy đủ có cả dây sạc các thứ đi kèm. Đó. Giá là 180k nhá và sẽ bao ship tận nhà. Là các bác chuẩn bị treo dao treo thớt đó thì các bác mua này về rất tiện dụng luôn nhá. Chất liệu thì là inox 304. Đấy, hàng rất là dày, rất là chắn luôn nhá. Đây, hàng inox 304 100% luôn. Đó. Con này thì nó sẽ có những cái khe này để các bác dắp dao này. Đấy, và hai cái
những cái phần lỗ này, thiết kế phần lỗ này để các bác bắn dính vào tường nhá. Đấy, bắn dính vào tường đấy, thì hai lỗ hai bên như này. Đó, hai lỗ hai bên. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có là 1 2 3 4 5 cái móc này các bác nhá. 5 cái móc như này để các bác móc đồ móc đạc vào rất tiện dụng luôn. Đó, một con này. Con này đây, chiều dài của nó 2 4 khoảng tầm hơn 40 cm nhá. Khoảng tầm 45 cm cho một cái con sản phẩm là móc cài dao inox đây, em sẽ có cái hình ảnh thực tế về con sản phẩm này nhá. Em mới bữa xương chụp đây này. Đây các bác cùng xem này, đấy khi mà các bác về các bác có thể đeo dao này, treo thớt, treo kéo các thứ này, rất là tiện dụng nha. Các bác treo đồ nhà bếp, dao thớt rồi là kéo cùng các thứ, các bác cứ cho hết về các bác đeo rất là tiện dụng luôn nhá. Đó đây, đấy tổng quan này rất là dày, rất là chắn nhá, hàng rất xịn sò, ngon lành luôn. Đó có thấy không, đây treo thớt đeo thiếc này, ngon lành luôn không nhá. Đấy, về các bác treo thớt nhiến thớt nhiếc con này ok luôn, đấy cực kỳ là chắc chắn luôn nhá, hàng rất là dày, rất là chắn luôn. Đó các bác lên mã xem con sản phẩm là cái con móc cài dao. Đây, phần này các bác đây, những cái khe này các bác dắt dao này. Đấy, còn khe này cái phần này các bác móc vào. Đó, các bác móc đồ móc đạc vào. À, các bác lên mã cho con sản phẩm là cái móc cài dao. Móc cài dao inox nhá. Đấy, móc cài dao inox này. Móc cài dao inox. Cái con này thì hiện tại bên em đang bán giá là 150k một con. Đó, và sẽ bao ship tận nhà nhá. 150k cho mỗi con sản phẩm móc cài dao inox này, cực kỳ là xịn sò. À, ngon lành, chất lượng gửi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về một số cái dòng dao sưu tầm này. Đấy, một số cái dòng dao sưu tầm của Mỹ Nhật này. Đấy, đây. Đầu tiên là cái con SA78 này. Đấy, hàng thì siêu đẹp, siêu chất lượng luôn nhá. Đấy. Đây, Colomia nhá, SA78 này. Đấy, phần chuôi của nó sẽ là mạ vàng nhá, rất đẹp nhá. Đấy, sáng choang luôn. Đó, tay cầm ốp gỗ nhá, rất đẹp này. Hàng là hàng đúc liền thân nhá. Đó, đúc liền thân rất đẹp luôn nhá. Đây, tổng quan con dao này. Các bác cầm rất vừa tay nhá. Dao thì cực kỳ sắc bén luôn, các bác mua về sưu tầm. Đó rồi là đi rừng đi phượt con này rất ok. Đi kèm thêm thì sẽ có là một cái bao đựng như này nữa. Đấy thì cái bao đựng này có là cái chức năng nó bảo vệ. Đó rồi là các bác tránh bị va chạm vào dao dựa các thứ cho nó nguy hiểm. Đó thì là cái con đây, cái con bao bảo vệ này. Cái con bao bảo vệ này thì các bác có thể là xỏ cái dây lưng vào đây, các bác đeo vào hông nhé các thứ này, rất tiện dụng luôn. Một cái con dao sưu tầm nhá. Con này thì các bác lên mã cho nó con sản phẩm là SA78 này. Dao thì cực kỳ sắc bén nhá, dao cực kỳ sắc bén luôn các bác nhìn này. Đấy, dao sưu tầm nhưng mà rất sắc luôn nhá. Đấy, dao sưu tầm nhưng rất sắc. Đấy, dọc giấy phát một đúng không nhá. Đây. Đấy, có thấy không? Rất ngọt ngào nhá. Đấy là về tổng quan là con dao sưu tầm. Đó, rất là ngọt ngào. Cái con dao SA78 này. Đó thì các bác lên mã cho con mã của nó là SA78 này. SA78 này thì tại bên em đang bán giá là đi 320.000 con nhá. Đó, SA78. SA78 này. Đó, 320k. 320k một con này, bao ship tận nhà nhá. Đấy, thì mã của nó là SA78 320k. Rồi tiếp theo thì là cái mã SA48 này. Đấy, con 48 này thì đời nó thấp hơn một chút này. Đấy, nhưng con này cũng rất là đẹp luôn nhá các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đây. Đó, SA48 này. Đây. SA48 nhá, cũng Colombia này. Đấy, cờ Mỹ USA nhá. Đây. Phần con này thì phần chuôi của nó sẽ là một chút cái hoa văn. Đấy, họa tiết nhìn rất nổi bật nhá. Đây, phần chuôi cũng có này. Rất đẹp luôn nha, vân gỗ này, đúc liền thân này. Đó, hàng rất đẹp luôn nhá. Đây, các bác cầm đi rừng đi phượt con này rất đẹp luôn. Có đi kèm cho mình là bao đựng các thứ đầy đủ luôn nhá. Đấy, đi kèm là đầy đủ bao đựng luôn. Hàng cũng siêu sắc siêu bén luôn nhá. Đấy, siêu sắc bén và chất lượng luôn đây. Các bác nhìn này, đấy, rất sắc bén nhá. Dao sưu tầm dọc giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Đây, rất ngọt nhá. Rất ngọt ngào nhá. Đó, đấy là cái dòng sản phẩm là cái con dao SA78. Đó thì các bác lên luôn mã cho con sản phẩm là SA48 nhầm các bác nhá. SA48. SA48 này thì hiện tại bên em đang bán giá là 310k. Đấy, 310k bao ship tận nhà nhá. 310k bao ship tận nhà. Đó. SA78 là 320, còn SA48 là 301 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái dòng dao AK47 này. Đấy, AK47 nhá. Dòng này thì chắc là nhiều bác biết rồi. Đấy, con này thì hàng nó ít khi nó về lắm, nhưng mà hôm nay hàng lại tiếp tục về này. Con này mã của nó là AK47 nhá. Đấy, AK47 rất đẹp nhá. Đây. Đó, rất đẹp luôn, hàng thì rất là dài. Đấy, rất dài mà nhìn nó rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, đây có thể là mở ra như này rồi các bác có thể gập vào. Đấy, con này thì rất là dài luôn nhá, các bác nhìn này, dài dã man luôn. 2 này 4 này, nó về gập vào khoảng tầm hơn gần 40 cm nhá, gần 40 cm, khoảng tầm vào khoảng tầm 37-38 cm cho một cái con dao này. Dao cực kỳ dài nhá, đi rừng đi phượt cầm rất chất lượng luôn. Đó, con này nếu mà chuẩn của nó thì nó là dùng để gắn lưỡi lê này. Đấy, các bác nhìn cái lẫy chưa này. Đấy, lẫy để gắn lưỡi lê nhá. Đó, nhưng mà dùng làm dao sưu tầm có thứ rất ok. Đó đây, AK47 là CCCP này, USA nhá. Dòng này của nó là dòng dao Nga xuất đi Mỹ. Đấy, dòng Nga xuất cho Mỹ coi nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn, các bác có thể là gấp gọn vào được. Đấy, rồi các bác bật ra. Đấy, bật ra nha.
Để qua gấp gọn vào này, bật ra này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Ở đây nó có cái khóa an toàn, thì nếu mà khi bác không dùng bác khóa xem. Đấy, bác bấm lên nó không bật ra được nữa. Rất là an toàn luôn. Còn nếu mà các bác muốn dùng các bác đẩy khóa lên, bấm cái ra luôn nhá. Rất là tiện dụng cho một con dao AK47 này. Đó, các bác lên mã cho em là cái con dao AK47 nhá. Đấy. Mã là AK47 này. Đấy, AK47 này, rất đẹp luôn nhá. Rất chất lượng luôn, hàng dày cộp luôn nhá. AK47. AK47. AK47 này hiện tại bên em đang bán giá là 270.000 một con nhá. Đấy. 270.000 cho con AK47 này và bao ship tận nhà. Đấy, hàng siêu đẹp, siêu nét luôn. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Con này thì đi kèm thêm thì nó cũng sẽ có là bao đựng cho các bác luôn nhá. Đấy, cũng có là bao đựng luôn. Đấy thì về các bác dùng cái bao đựng này các bác để vào. Đấy, để vào các bác mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn. Đó, bao đựng ngon lành cả nhà luôn nhá. Đó, bao đựng ngon lành luôn. Đây, đấy, bao đựng này rất là xịn sò ngon lành nhá. Đấy, đằng sau có lỗ sỏ để các bác sỏ đai rồi đĩa con này. Các bác để phần hông quần các thứ ra, rất đẹp. Sản phẩm tiếp theo thì bên em hôm nay tiếp tục về cái lô sạc dự phòng móc khóa này. Đấy, dòng sạc sản phẩm sạc dự phòng móc khóa nhá. Đó thì hiện tại bên em về hai mã là một mã chân Samsung và một mã chân iPhone. Đây, các bác đợi chút đây. Hai mã này, một mã chân tai si là chân Samsung này. Đấy, Samsung nhá. Samsung là Samsung đời mới nhá. Đấy, các bác lưu ý là Samsung đời mới. Samsung đời mới này. Đấy, đời mới. Và ngoài ra thì có cả iPhone này. Đấy, iPhone cũng nhá. iPhone. Bác nào dùng iPhone thì biết này. Đấy, chân iPhone, chân Lightning cũng nhá. Chân Lightning này. Đó, Samsung đời mới và chân iPhone. Đây em sẽ bóc đập hộp mộc mục sở thị nhá. Dòng này thì của nó là dạng móc khóa tích hợp với lại sạc dự phòng. Một cái con cục sạc này thì cái công suất của nó là cái dung lượng pin của nó là 1500 mAh nhá. Đấy, và nó dùng cái dòng điện là 5V 1A. Đấy, 5V 1A. Dòng này thì các bác dùng để móc vào chìa khóa trong những cái trường hợp mà khẩn cấp cấp cứu các bác không lấy đâu được thì các bác cắm ấy, thì các bác dùng con này cho em, các bác cắm vào cho em rất là tiện dụng luôn. Đó, dùng cắm là rất là tuyệt vời nhá. Đây, một con móc chìa khóa đây nhá. Đi kèm thì mình sẽ có một cái dây sạc như này. Đấy, và một cái móc khóa này nhá. Đấy thì móc khóa về các bác móc vào. Và đây là cái dây sạc này. Đấy, dây sạc này thì về hết pin thì các bác lại cắm vào cục sạc điện thoại này mình các bác sạc cho con này. Đó, đây các bác cắm vào đây cho em này. Đấy, và các bác cắm vào cục sạc điện thoại các bác sạc cho con này nhá. Vì đây nó là cục sạc dự phòng kết hợp với lại cả móc khóa mà. Đây các bác đẩy cho em. Đấy, đẩy lên và các bác cắm vào điện thoại các bác sạc đợi một chút này. Đấy nhá. Đây thì đây tổng quan cái dòng này đây. Đó. Thì hiện tại bên em đang bán cái dòng này, giá là đi 130.000 một con nhá. Đấy, và bao ship tận nhà. Các bác lên mã trên đây con sản phẩm là sạc dự phòng móc khóa nhá. Đấy, sạc dự phòng móc khóa này đây. Đó thì các bác cứ cắm vào sạc vào điện thoại thôi. Đây các bác lấy đây, các bác cắm này. Đây các bác cắm này. Đấy, có thấy không, nó báo đã sạc này. Rất là tiện dụng luôn nhá. Trong cái trường hợp mà cứu cánh các bác dùng con này, các bác sử dụng cho em rất là tiện dụng. Và dùng thì các bác là khi nào dùng các bác cần các bác móc với chìa khóa này. Đấy, giá thì là 130k nhá. Sạc dự phòng móc khóa có hai mẫu là mẫu chân iPhone và mẫu chân Samsung nhá. Đấy, mẫu chân iPhone và chân Samsung rất là tiện dụng và tiện lợi để các bác dùng thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em hôm nay tiếp tục về cái lô hộp màu trẻ em này. Đấy, hộp màu trẻ em nhá, của thương hiệu Good Duck này. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái đồ chơi trẻ em rất là nổi tiếng rồi. Đấy, dòng này thì bán quá nhiều luôn nhá. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về và đợt này thì giá cực kỳ tốt của các bác luôn. Đây, đó một cái con hộp màu này. Đây, rất đẹp luôn nhá, nhìn nó rất là ngộ nghĩnh đáng yêu nhá. Đây, các đợi chút em xếp vào. Cái này vận chuyển nó đang bị rơi ra các bác nhá. Đấy, đang vận chuyển nó rơi ra. Đó, đây tổng quan vào cái con hộp màu nhá, rất đẹp luôn này. Ở đây sẽ có là màu sáp này, đó màu sáp, rồi là màu khô để vẽ này, bút chì màu này, rồi là màu nước này, và có cả tẩy này, rồi hộp keo, bút chì này, gọt bút chì này, rồi là cả cái cây cọ này các bác vẽ này. Đấy, rồi là cho các em vẽ này, thước thước kẻ này. Đó thì đựng trong một cái hộp như này, nó đúng như cái vali nhá. Đấy, dùng xong thì để các cháu lại xếp vào. Đấy, vừa tạo cái sự thông minh nhanh nhẹn này. Đó, rồi là tạo cái sự hứng thú trong việc học tập nhá. Rồi là làm cái món quà này tặng cho con nhà mình trong dịp sinh nhật rất tiện dụng luôn. Đó thì các bác lên mã cho nó cái con hộp màu con vịt đi, hoặc là hộp màu trẻ em. Đó, hộp màu trẻ em này. Hộp màu trẻ em. Hộp màu trẻ em này thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 190k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn, 180k một con và bao ship tận nhà nhá. 180k cho mấy con hộp màu trẻ em như này và bao ship tận nhà. Hàng của thương hiệu Good Duck nhá, rất là xịn sò và ngon lành luôn. Đấy, đây, em sẽ mở cho bác xem tổng quan một lần nữa nhá. Nó có các màu các mèo luôn. Đấy, thoải mái cho các con các cháu nhà mình học tập sáng tạo vẽ vời rất là ngon, xịn sò các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng thắt lưng và dí và ví da bò này. Đấy, bên em tiếp tục về cái lô thắt lưng và ví da bò, hàng rất là xịn sò luôn nhá. Các bác đợi chút em chỉnh lại cái máy.
Đó, đây dòng này của nó là dòng da tự nhiên nhá, đấy da thật 100% luôn, đấy dòng da sản phẩm da thật 100%. Đây em sẽ lấy hai màu nhá, dòng này của nó sẽ có hai màu là màu đen và màu nâu này, đây màu đen màu nâu này, đó, màu đen màu nâu này, có nhìn này rất đẹp luôn nhá, chất da thật 100% luôn, hàng của Mỹ nhá, đây made in USA nhá, đó made in USA này, chữ dập chìm luôn trên sản phẩm luôn nhá. Đấy, đây em sẽ quay bác cái phần mặt này, phần mặt này, mặt của nó thì chấm hết luôn, không gì chê cả, mặt rất đẹp luôn nhá, mặt nó nhìn nó rất là lịch sự, nói chung là các bác đứng tuổi mà đeo con này thì nhìn nó phong độ lên luôn bao nhiêu luôn. Đấy, nhìn phong độ lên luôn bao nhiêu, đây mặt nó này, mặt rất đẹp nhá, đây đấy, quả mặt sáng bóng luôn nhá, và cái mặt nó rất là, nhìn nó rất là lịch sự luôn, những người đứng tuổi thì đeo này thì rất là chất lượng này, nó rất đẹp nhá, mặt sáng xoa, dạng của nó là dạng con lăn nhá, dạng con lăn đấy. Cái phần này thì phần mặt này của nó thì nhiều bác bảo sao nó bị thô, đấy thì da thật thì nó phải như này nhá, da thật nó phải thô này, đấy riêng da thật là nó phải thô nha, nhưng mà các bác yên tâm là các bác đeo một thời gian thì nó sẽ nhẵn vào, đấy càng đeo nó càng nhẵn và càng bóng nhá, riêng da thật thì càng đeo càng nhẵn và càng bóng luôn, đó made in USA nhá, rất xịn sò luôn, đó dòng sản phẩm thắt lưng da bò thật luôn nhá. Đó thì các bác lên mã cho này, con sản phẩm là thắt lưng da bò. Đấy, thắt lưng da bò có hai màu cơ bản là màu đen và màu nâu. Hai màu cơ bản là màu đen và màu nâu nha. Mặt rất đẹp luôn nhá. Giá thì hiện tại em đang bán cái con sản phẩm thắt lưng da bò này là 200.000 một con và sẽ bao ship tận nhà nhá. 200.000 một con này bao ship tận nhà. Tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái dòng sản phẩm là ví da. Đấy, ví da. Cũng dòng ví da nguyên miếng, ví da khâu tay nhá. Ví da nguyên miếng, ví da khâu tay luôn này. Đây. Đó, ví da nguyên miếng, ví da khâu bằng tay luôn nhá. Đây, khâu thủ công bằng tay luôn này. Đó, các bạn nhìn này, đường kim mũi chỉ nhá, khâu bằng tay luôn nhá. Đấy, hàng của nó cũng hàng nguyên miếng này. Ví thì cũng rất là rộng rãi, thoải mái nhá. Đấy, có ngăn phụ, ngăn chính, cả ngăn khóa, ngăn khiếc đầy đủ này. Ngoài ra có những cái ngăn đựng thẻ này. Đấy, ngăn đựng thẻ, đựng ảnh này. Made in USA này. Đấy, made in USA nhá. Đây, đó, rất xịn sò luôn nhá. Đó, đây, có cả thẻ bảo hành, nó khiếc các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đó, thẻ bảo hành các thứ đầy đủ luôn. Made in USA. Đó, đây. Hai màu rất đẹp này, màu nâu và màu đen này. Cái sản phẩm ví da bò khâu tay này thì hiện tại bên em đang bán giá là 180k một cây này và sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, 180.000 một cây và bao ship tận nhà. Đây, đó. Cái con này thì cái chiều dài ví của nó là 24 nhá. Đấy, chiều dài bữa vừa em đo là 24. Đấy, nên là các bác yên tâm là đựng tiền đựng nong thoải mái luôn. Các bác đựng khoảng tầm vài chục triệu đấy, đựng thoải mái. Ví rất là rộng nhá và rất là sâu. Sâu ví này, đấy, ví rất sâu luôn. Đó, rất đẹp nhá, cho mấy con ví ví da bò khâu tay này. Ví da bò khâu tay này thì hiện tại đang là 180k, còn thắt lưng da bò thì là 200k nhá. Đấy, thắt lưng da bò thì là 200k. Đây em sẽ quay lại một lần nữa cái giá này. Ngoài ra thì bên em hôm nay sẽ bán theo combo. Nếu mà các bác mua combo theo dạng như này. Đấy, ví dụ là các bác bảo là cho tôi với cái combo ví da thắt lưng da bò này. Đấy thì một cái combo bên em đang bán một thắt lưng và một ví da này. Nếu mà các bác mua theo combo thì giá của nó cực kỳ tốt luôn. Giá của nó là 350.000 một bộ này và bao ship tận nhà đấy. Các bác cứ lên mã cho nào ví cộng với lại thắt lưng combo. Đấy, giá đấy giá là 350k. Đấy, bao ship. Đấy, các bác có thể là nhắc nhân viên nhà em bảo là cái dòng ví thâu tay cái dòng ví mà khâu tay ấy, là nhân viên biết luôn là loại nào nhá. Đấy, để tránh việc làm nhầm lẫn cái mã hàng. Đó thì đây, cả combo này, đấy, một ví khâu tay này và một thắt lưng da bò này. Đó, giá là 350k. Còn nếu mà các bác mua lẻ thì thắt lưng là 200 và ví là 180 nhá. Đây em sẽ quay lại một lần nữa cái giá để cho các bác nắm bắt nhá. Đấy, hàng của Mỹ nhá. Hàng da bò của Mỹ cực kỳ xịn sò luôn. Đó, rất là chất lượng nhá. Siêu xịn sò. Nói chung là con này về các bác dùng thì không biết đến bao giờ phải hỏng luôn. Vì cái da của nó các bác cứ nhận hàng kiểm tra em, sờ cái da nó rất thích nhá. Đấy, sờ da rất thích luôn. Made in USA này, đó rất xịn sò quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô kéo bếp vàng chất thép SK5 của Nhật này. Đó, tiếp tục về. Dòng này thì bán quá chạy luôn rồi. Dòng này thì bán chạy số 1 của shop luôn nhá. Bán cực kỳ chạy luôn. Đấy, và các bác dùng phản hồi rất tốt nhá. Đây, hàng của nó thì sẽ là dùng chất thép SK5. Đấy, dòng này thì thép này của nó cực kỳ sắc và không bị rỉ nhá. Đó, hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, chữ dập chìm luôn trên thân kéo này. Đấy, toàn bộ chất liệu kéo là toàn bộ bằng kim loại nhá, không phải dạng cán nhựa thông thường thị trường nó bán đâu. Đấy, dạng này của nó là dạng thân kim loại luôn. Cán cũng là cán kim loại luôn nên là các bác cầm cái con kéo nó rất là chắc và cầm nó rất là chắc chắn và các bác khi các bác cắt nó không bị trơn trượt và nó có lực nhá. Kéo thì cắt cực kỳ là ngọt luôn. Đó đây. Kéo cắt cực kỳ ngọt nhá. Các bác mua về cắt thức ăn uống này. Đấy, cắt này. Rất ngọt luôn, rất ngọt ngào nhá. Đấy, kéo cắt phát nào ra phát đấy luôn nhá. Đấy. Kéo bếp vàng nhá. Các bác lên mã cho nó cái con kéo bếp vàng của Nhật này.
đó, kéo bếp vàng của Nhật Asaka Japan này, đấy, chất thép SK5 đó, hàng vẫn còn nguyên hộp hiếc như này luôn, SK5 này đó, chữ Nhật hiếc lòng. Các bác lên mã cho là con sản phẩm là kéo bếp vàng đấy, kéo bếp vàng nhá, đấy, kéo bếp vàng. Hiện tại con béo vàng này tại bên em đang bán giá là đi 100, à xin lỗi các bác là đi nhầm, 50k một con nhá, 50k cho mỗi con kéo bếp vàng thôi đấy, giá chỉ có 50.000 một con nhá, giá cực rẻ cực tốt gửi bác luôn, giá 50.000 một con. Đấy, một cái con đèn nấm rất hay, đèn ngủ nhá, đèn ngủ hay gọi là đèn nấm. Bây giờ các bác cứ lên mã cho đèn nấm đi cho nó dễ, vì nó nhầm sang cái mã đèn ngủ kia. Đấy, con đèn nấm thì em báo giá luôn. Đèn nấm này thì bên em đang bán giá là đi đèn nấm này. Giá một cái con này chỉ có 30k thôi các bác nhá. 30.000 cho con đèn nấm này. Đó thì giờ em sẽ đi vào test thực tế cho bác nhá. Dòng này của nó là dòng đèn ngủ. Nói chuẩn của nó thì là dòng đèn ngủ. Đây, ở đây nó có những người hình lá cây này. Đấy, hình cây nấm này rất đẹp này. Đấy, về thì bác cắm điện trực tiếp 220 cho em. Ở đây thì sẽ có một cái cảm phần cảm biến nhá. Đấy thì ban ngày nó sẽ tắt và buổi tối nó sẽ tự động sáng lên. Đấy, đúng như cái đèn ngủ các bác cũng ở nhà cũng hay dùng ấy, rất là xinh. Đấy, nhìn nó rất là đáng yêu nhá. Đấy, các bác cắm vào phòng ngủ thứ rất là xịn sò, rất là hay. Giá là chỉ cực rẻ luôn, giá chỉ có 30.000 cho một con này thôi. Giờ sẽ cắm test cho bác xem. Đây cơ. Đấy, về thì các bác cắm trực tiếp điện 220 này. Các bác cắm vào này. Đấy, các bác cắm vào. Các bác đợi chút này, đấy, khi mà tối đến thì nó sẽ em che ngay phần cảm biến vào này. Đấy, tối đến thì nó sẽ sáng lên như này các bác nhá. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ sáng lên như này, rất là hay. Đó, và khi mà ban ngày thì nó sẽ tự động nó tắt đi, rất là thông minh nhá, cực kỳ là xịn sò. Đó, nói chung là ánh sáng vừa đủ, không nó không bị sáng quá nhá. Đấy, không bị sáng quá. Nói chung các bác dùng con này là dùng là đèn ngủ cũng rất ok, mà giá thành thì của nó thì quá là rẻ luôn, giá chỉ có 30.000 một con thôi. Lô keo dính đa năng. Đó, bên em về tiếp tục cái dòng lô keo dính đa năng này. Đấy, dòng lô keo dính đây nè, cực kỳ xịn sò. Một típ này của nó là 60g nhá. Đấy, các bác dính mọi chất liệu luôn. Đấy, dính sắt, gỗ, hiếc, các kiểu kính, kiếc, đá hoa, rồi là kim cương, vàng, bạc. Các bác dính các kiểu luôn nhá. Đấy, một típ 60g, hàng vẫn nguyên siêu này. Về thì bác khui ra các bác dính thôi. Đấy, dính rất là ngon nhá. Đấy, dòng keo dính đa năng cực kỳ xịn sò của Nhật của nhá, cực kỳ ngon. Đó, hàng gửi đến tay bác là nguyên hộp này. Nói chung là một cái típ 60g này thì các bác dùng thì tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng dính được rất là nhiều việc, dùng dính rất là nhiều thứ nhá. Đây em sẽ mở cho bác xem một cái video mô tả về cái dòng sản phẩm này. Đây nha các ơi, đây này. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nuo Neo công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đấy là về cái dòng sản phẩm keo dính đa năng bên em đang phân phối này, cực kỳ xịn sò, ngon chất lượng. Đó, mà giá cực kỳ bình dân luôn. Đó, các bác lên mã cho em cái keo dính đa năng. Đó, keo dính đa năng bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá một cái típ 60g như này, bên em bán giá là chỉ có 50k cho một típ thôi. Đấy, 50k cho một cái típ keo dính đa năng rồi nhá. Đấy, thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm keo dính đa năng. Giá đang phân phối đến tay các bác là 50.000 cho một sản phẩm các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo lên đây bác là cái dòng bình xịt nhớt bên em. Đó, giá thì đang bán cực kỳ tốt luôn, 50.000 cái bình xịt nhớt các bác nhá. Đấy, 50.000 về rất là tiện dụng, các bác cho dầu, cho nhớt, rồi là các bác châm những dạng dung dịch lỏng ở đây, các bác dùng cơ khí rồi thợ sửa xe. Đấy, rồi là máy may các bác dùng con này rất ok này. Đấy, châm dầu, châm nhớt vào các nhá. Đây, châm dầu, châm nhớt vào các bác dùng để tra dầu, tra nhớt. Con này thì cái phần đầu vò này các bác có thể bẻ như này. Đấy, phịt những vị trí khó nhá. Đấy, phịt những vị trí khó các bác luồn lách vào các bác bẻ đi, bẻ cong đi nhá. Các bác dùng sử dụng rất là ok luôn. Đó thì các bác lên mã cho là cái bình xịt dầu nhớt. Đấy, bình xịt dầu nhớt này. Con này thì bên em đang bán giá là 50k một bình thôi nhá. Đấy, 50k cho một cái sản phẩm bình xịt nhớt này. Đấy, cực kỳ dày dặn chắc chắn, chất liệu kim loại nhá. Phần bình là bằng phần vòi bằng nhựa. Đó, tay cầm bằng kim loại này. Đấy, bóp rất là êm. Cực kỳ mạnh các nhá. Đấy là về cái dòng bình xịt nhớt nha. 50.000 một bình. Tiếp theo thì lên đây bác là cái dòng bẫy chuột thông minh. Đó, bẫy chuột thông minh nhá. Con này thì cực kỳ là nhạy và rất là dễ dùng, rất là dễ cài. Đó, nhà các bác nào nhiều chuột dùng con này rất ok này. Bẫy chuột thông minh, chất liệu chính là nhựa ABS cao cấp nhá. Đó, lò xo đẩy rất là nhanh luôn nhá. Con này rất dễ dùng, các bác lấy hai tay bóp đều nha này. Đấy, cạch cái vào lẫy nhá. Đấy, cứ thế đấy các bác, để ra cái chỗ đường đi chuột này chạy đi chạy lại này, rồi là hang cửa chuột. Đấy, các bác có thể là thả mồi vào đây. Đấy, dùng rất ok luôn. Đó, con này thì cực kỳ là nhạy các bác nhá. Đây, em sẽ test bác xem này, cực kỳ nhạy luôn nhá. Đây, đó. Bập luôn nhá, cực kỳ nhạy. Đó, rất nhạy luôn nhá. Đây, rất dễ dùng thôi. Đây. Đấy, rất nhạy nhá. Bập luôn, chạm nhẹ cái bập luôn nhá. Đây.
bóp hai tay này, bóp này, đó, vào cái này. Đấy, bập luôn nhá, cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, rất nhạy luôn. Đấy. Đó thì em sẽ đi vào báo giá nhá. Các bác lên mã cho là cái sản phẩm là bẫy chuột thông minh. Con bẫy chuột này thì em đang bán giá là 20k một con. Đó, 20.000 cho một chiếc bẫy chuột thông minh thôi nhá.